nhận định Man United với Aston Villa, 3 giờ ngày 2 tháng 1, vòng 17 Ngoại hạng Anh. Cả Man United và Aston Villa đều đang trải qua chuỗi trận thăng hoa cùng những vị trí ấn tượng trên bảng xếp hạng. Họ sẽ đụng độ nhau ở trận đấu thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay vẫn đang diễn ra với đầy sự bất ngờ. Trong hoàn cảnh ấy, những cái tên không được đánh giá cao lại đang thi đấu rất thành công để chiếm những vị trí cao trên bảng xếp hạng, và Man United cùng Aston Villa là hai trong số đó. Sau màn khởi đầu đáng thất vọng, Man United đã có mạch trận vô cùng ấn tượng thời gian gần đây để leo thẳng lên ngôi nhì bảng. Trong khi đó, Aston Villa với một trận chưa đấu cũng đang xếp thứ 5 và hoàn toàn có thể leo lên top dự Champions League nếu hoàn thành đủ số trận của mình. Trước khi vòng đấu thứ 17 khởi tranh, Man United đã bất bại 9 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, trong đó có tới 7 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa cũng bất bại 5 trận gần nhất và xứng đáng là liều thuốc thử hạng nặng cho thầy trò Solskjaer. Một chiến thắng trong ngày đầu năm mới 2021 có thể sẽ giúp cả Man United hoặc Aston Villa giữ chắc vị trí của mình trong top 4. Trong một mùa bóng với đầy sự biến động, 3 điểm trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện của cuộc đua. Dự đoán kết quả Manchester United với Aston Villa 3-1.